hoa chúc mừng đại hội, kính mời đồng chí đại tá Nguyễn Duy Hà thay mặt đoàn chủ tịch lên lễ đón. Giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Trịnh Đình Thành, Phó Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thái Bình lên tặng hoa chúc mừng đại hội. Xin kính mời. Thank you.
xin cảm ơn đồng chí. Đại biểu hội chủ tịch thứ hai trong số 13 lên tặng hoa chúc mừng đại học, xin kính mời đồng chí. Xin cảm ơn đồng chí. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí đại diện cho đảng ủy, ủy ban nhân dân xã An Khê lên tặng hoa chúc mừng đại học. Xin cảm ơn đồng chí. Chủ tịch ủy ban nhân dân xã An Khê lên tặng hoa. Sau đây kính mời các quý vị đại biểu, quý khách cùng thưởng thức chương trình văn nghệ chào mừng đại hội cựu công an nhân dân huyện Quỳnh Phụ do nghệ sĩ ưu tú Trần Thanh Quý và các ca sĩ nhạc công của đoàn ca múa đoàn cải lương Thái Bình biểu diễn. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện đề nghị đồng chí nhiệt liệt chào mừng.
sống công tác tại Hà Nội. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí thiếu tướng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hà, nguyên hiệu trưởng Đại học Phòng cháy chữa cháy Bộ Công an. Đồng chí thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quý Phát, nguyên phó giám đốc Học viện An ninh Nhân dân. Đồng chí thiếu tướng Nguyễn Tất Hưng, nguyên cục trưởng cục P57 Bộ Công an. Ban tổ chức trân trọng giới thiệu đồng chí đại tá Trần Quốc Thành, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy, trưởng công an huyện Quỳnh Phụ. Đề nghị đồng chí nguyên nhân chào mừng. Rất vinh dự cho đại hội thành lập hội cựu công an huyện Quỳnh Phụ ngày hôm nay có đồng chí thượng tá Lê Ngọc Phương, ủy viên nguyên ủy viên ban thường vụ huyện ủy, nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, kiêm trưởng công an huyện. Xin báo cáo đại hội, đồng chí Lê Ngọc Phương là gia đình đồng chí Lê Ngọc Phương có 4 thế hệ là sĩ quan công an nhân dân. Đề nghị đồng chí nhiệt liệt chào mừng. Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, về dự đại hội hôm nay còn có các đồng chí lãnh đạo các phòng công an các huyện trên quê hương Thái Bình, đồng chí bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, trưởng công an các xã, thị trấn, đội trưởng các đội công tác thuộc công an huyện, các cơ quan thông tấn, báo chí cùng 142 đồng chí đại biểu là lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên công an hưu trí trên địa bàn huyện. Các đồng chí nguyên là trưởng, phó công an xã bán chuyên trách đã chuyển ngành, có nguyện vọng tham gia hội cựu công an nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo, các đồng chí đại biểu khách quý cùng toàn thể các đồng chí đã về dự đại hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với các thế hệ cựu công an nhân dân huyện Quỳnh Phụ hôm nay. Tiếp theo chương trình, xin kính mời đồng chí trong đoàn chủ tịch lên đọc diễn văn khai mạc. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội cùng với quân đội nhân dân. Hôm nay trong không khí vui mừng phấn khởi và được sự đồng ý của đảng ủy, lãnh đạo công an huyện, ban vận động thành lập hội đã trọng thể tổ chức đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân huyện Quỳnh Phụ với sự có mặt của 142 đồng chí đại biểu là cựu công an đang sinh sống trên địa bàn huyện với tinh thần phấn khởi, hò hởi, trách nhiệm cao để góp phần vào thành công của đại hội. Nhiệm vụ của đại hội lần này sẽ bàn thảo thống nhất nhiều nội dung quan trọng như thông qua điều lệ, phương hướng hoạt động của hội, bầu ra ban chấp hành hội, bầu ra ban kiểm tra theo quy định của pháp luật và nhiều nội dung khác liên quan đến công tác tổ chức hoạt động của hội. Sau đó, đại hội còn có trách nhiệm xem xét lựa chọn những đại biểu tiêu biểu có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức, có tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với phong trào của hội để bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2024-2029. Vâng, thay mặt đoàn chủ tịch và đại hội, xin trân trọng cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh, lãnh đạo hội cựu công an nhân dân tỉnh, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo công an các huyện, thành phố, đảng ủy, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã dành những tình cảm và sự quan tâm đặc biệt sâu sắc cho đại hội. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các vị đại biểu khách quý luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Nguyễn Duy Hà nên trình bày báo cáo khái quát quá trình thành lập hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch, sau đây tôi xin báo cáo khái quát với đại hội về quá trình thành lập hội cựu công an nhân dân huyện Quỳnh Phụ như sau. Sau khi diễn ra đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân Việt Nam ngày 31 tháng 8 năm 2023,
Cục Tổ chức Cán bộ, Bộ Công an có công văn số 12.371 về việc hướng dẫn triển khai thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Hà báo cáo khái quát quá trình thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Trong bản báo cáo nêu rõ, thực hiện theo hướng dẫn số 1271 Công an tỉnh ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Công an tỉnh Thái Bình, Ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã khẩn trương báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an huyện và tích cực phối hợp với các đơn vị chức năng Công an huyện để hoàn thiện hồ sơ báo cáo đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện quyết định cho phép thành lập hội đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật. Vâng, thưa các đồng chí, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Phụ thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện với tinh thần tích cực, khẩn trương, trách nhiệm cao, Ban vận động thành lập hội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng có liên quan để tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp phê duyệt, có kế hoạch tổ chức đại hội. Và hôm nay, đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Đoàn chủ tịch báo cáo đại hội xin chân thành cảm ơn. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo phòng nội vụ công bố quyết định về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa đoàn chủ tịch đại hội, kính thưa các vị đại biểu về dự đại hội, được sự phân công của ban tổ chức đại hội, tôi xin công bố quyết định về việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí đại diện lãnh đạo phòng nội vụ công bố quyết định và kính mời đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện lên trao quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về việc cho phép thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Sau đây xin trân trọng kính mời đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Hà, trưởng ban vận động thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ lên nhận quyết định. Và trân trọng kính mời đồng chí Nguyễn Đức Quyền, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện lên trao quyết định. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu kính mời đồng chí Bùi Gia Huy thay mặt đoàn chủ tịch lên báo cáo tình hình hội viên dự đại hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, thay mặt đoàn chủ tịch tôi xin báo cáo kết quả tình hình hội viên dự đại hội như sau. Qua xem xét tình hình đại biểu về dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029, Thường trực Ban vận động kết luận các đại biểu được các câu lạc bộ, Ban liên lạc Công an hưu trí, Công an huyện giới thiệu đều đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện tham gia đại hội. Thường trực Ban vận động báo cáo đại hội kết quả là 100% đại biểu có đủ tư cách tham dự đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu kính mời đồng chí Nguyễn Thị Hà lên trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của hội. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội. Đồng chí đại tá Nguyễn Duy Hà thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày dự thảo phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029. Việc thực hiện chủ trương của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh theo hướng dẫn 1271 ngày 22 tháng 3 năm 2024 của Công an tỉnh Thái Bình về việc triển khai thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở quán triệt điều lệ
Hội Cựu Công an Nhân dân Việt Nam. Đại hội thành lập Hội dự thảo phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029. Như vậy 100% đại biểu tới dự đại hội đã nhất trí thông qua phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đồng chí Bùi Gia Chính thay mặt cho đoàn chủ tịch lên báo cáo đề án nhân sự ban chấp hành, ban kiểm tra và điều hành nội dung bầu cử. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, triển khai thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ trên cơ sở đề nghị của ban vận động thành lập hội, công an huyện đã báo cáo thường trực huyện ủy xem xét cho ý kiến việc giới thiệu đồng chí đại tá Nguyễn Duy Hà, nguyên phó trưởng phòng PA92 công an tỉnh Lai Châu là chủ tịch Hội Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Xin trân trọng báo cáo đại hội. Kính thưa đại hội, theo quy định, trước khi đại hội ban vận động thành lập hội phải xây dựng đề án báo cáo cấp có thẩm quyền cho ý kiến về thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện. Thường trực ban vận động thành lập hội đã phối hợp với đội tham mưu công an huyện xây dựng đề án và ban đề án nhân sự ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2024-2029. Và sau đây xin mời ban bầu cử lên thực hiện nhiệm vụ. Xin kính mời các đồng chí. Kính thưa đoàn chủ tịch, kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, trước khi tiến hành bầu cử, thay mặt ban bầu cử, tôi xin phổ biến quy chế bầu cử như sau. Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, vừa rồi đại hội đã được nghe đồng chí Bùi Văn Chính thay mặt đoàn chủ tịch báo cáo đề án nhân sự và danh sách nhân sự giới thiệu tham gia ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 15 đồng chí. Qua biểu quyết, 100% đại biểu dự đại hội nhất trí với danh sách ban chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ gồm 15 đồng chí do đoàn chủ tịch giới thiệu. Và 100% đại biểu tới dự đại hội đã nhất trí với danh sách ban kiểm tra hội gồm 3 đồng chí như đoàn chủ tịch đã giới thiệu. Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí. Kính thưa đại hội, trong thời gian đại hội xảy ra, ban chấp hành hội nhiệm kỳ 2024-2029 đã họp phiên thứ nhất để bầu các ban thường vụ, lãnh đạo hội và trưởng phó trưởng ban kiểm tra. Sau đây tôi xin công bố kết quả bầu cử. Vâng, thưa các đồng chí, ban chấp hành hội đã thống nhất bầu ra ban thường vụ hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029 gồm 5 đồng chí có tên sau đây. 1. Đồng chí đại tá Nguyễn Duy Hà, nguyên phó trưởng phòng PA92 công an tỉnh Lai Châu. 2. Đồng chí thượng tá Nguyễn Tiến Ngữ, nguyên phó trưởng công an huyện Quỳnh Phụ. 3. Đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Điều, nguyên phó trưởng khoa trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 1. 4. Đồng chí thượng tá Bùi Gia Vi, nguyên đội trưởng công an huyện Quỳnh Phụ. 5. Đồng chí thượng tá Bùi Văn Chính, nguyên đội trưởng công an huyện Quỳnh Phụ. Và ban chấp hành hội đã thống nhất bầu ra lãnh đạo hội gồm 3 đồng chí. 1. Là đồng chí chủ tịch hội đại tá Nguyễn Duy Hà, nguyên phó trưởng phòng PA92 công an tỉnh Lai Châu. 2. Phó chủ tịch thường trực hội đồng chí thượng tá Nguyễn Tiến Ngữ, nguyên phó trưởng công an huyện Quỳnh Phụ. 3. Phó chủ tịch đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Điều, nguyên phó trưởng khoa trường cao đẳng cảnh sát nhân dân 1. Và ban chấp hành hội đã thống nhất bầu đồng chí thượng tá Bùi Gia Vi là trưởng ban kiểm tra, đồng chí thượng tá Nguyễn Trung Sáng là phó trưởng ban kiểm tra. Và sau đây xin kính mời các đồng chí được bầu vào ban chấp hành ban thường vụ hội lên phía trước sân khấu để ra mắt đại hội.
kính mời đồng chí đại tá Phạm Trung lên phát biểu chỉ đạo. Xin trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa toàn thể quý vị, kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa toàn thể các đồng chí. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu lĩnh hội đầy đủ ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Đây là những chỉ đạo quan trọng mang tính định hướng và là tiền đề để Ban Chấp hành và toàn thể hội viên của hội cụ thể hóa vào nghị quyết của đại hội và chương trình hoạt động của hội trong toàn khóa, nhất là trong thời gian tới để hội sớm hoàn thiện về tổ chức, đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực, khẳng định vai trò vị trí quan trọng của hội. Và trong thời gian tới, nhiệm vụ của hội còn rất là nhiều. Ban Chấp hành cũng như toàn thể hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ rất mong muốn tiếp tục được nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo thường xuyên hơn nữa của các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thái Bình, các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các đồng chí lãnh đạo công an huyện và các phòng ban ngành để hội ngày càng phát triển. Đại hội chúng ta vừa nghe những ý kiến phát biểu động viên chúc mừng giao nhiệm vụ và sự chỉ đạo quý báu của các đồng chí đại tá Phạm Đình Tâm, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an tỉnh Thái Bình, đồng chí đại tá Trịnh Đình Hành, phó chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thái Bình, đồng chí Đinh Trọng Sáng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, và đồng chí đại tá Trần Quang Thành, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, bí thư đảng ủy, trưởng công an huyện. Thay mặt Ban Chấp hành Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ, tôi xin trân trọng cảm ơn và tiếp thu lĩnh hội đầy đủ những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe các đồng chí. Kính thưa đại hội, tiếp theo chương trình, tôi xin kính mời đồng chí Đỗ Đức Khương thay mặt cho đoàn thư ký nên thông qua nghị quyết của đại hội. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đại hội, thay mặt đoàn thư ký đại hội, tôi xin thông qua dự thảo nghị quyết đại hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc Quỳnh Phụ ngày 15/6/2024, nghị quyết đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân Quỳnh Phụ. Đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ kêu gọi toàn thể hội viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an Nhân dân Việt Nam, giữ gìn phẩm chất đạo đức, danh dự của người cán bộ, chiến sĩ Công an Nhân dân, cùng nhau phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu mà nghị quyết đại hội đã đề ra. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa đại hội, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2020-2029 đã thành công tốt đẹp. Vâng, thưa quý vị, thưa các đồng chí, sau 2 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Đại hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029 đã được thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội rất phấn khởi được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thái Bình, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, tổ chức xã hội, các đồng chí tướng lĩnh Công an Nhân dân quê hương Quỳnh Phụ, lãnh đạo các phòng, công an các huyện, chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, các đồng chí đội trưởng, trưởng công an các xã thị trấn tới dự. Đây là nguồn động viên to lớn góp phần vào thành công của đại hội. Đồng thời, đại hội cũng được nghe những ý kiến phát biểu động viên chúc mừng giao nhiệm vụ và sự chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình, Hội Cựu Công an Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trưởng Công an huyện Quỳnh Phụ. Thay mặt đoàn chủ tịch đại hội, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm động viên của các đồng chí. Với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo khái quát quá trình thành lập hội,
phương hướng hoạt động của Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029. Xin chân thành cảm ơn sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của các đơn vị chức năng công an huyện, nhất là đội tham mưu trong suốt thời gian qua đã chia sẻ, đồng hành và tạo mọi điều kiện để giúp đỡ Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ được thành lập và tổ chức thành công đại hội như ngày hôm nay. Đại hội trân trọng cảm ơn tới các cá nhân, tổ chức đã có những đóng góp tích cực, hiệu quả, hỗ trợ các hoạt động của hội và đã có hoa, quà gửi tới chúc mừng và dành thời gian đến dự đại hội. Đại hội xin được trân trọng cảm ơn tới các cơ quan, thông tấn, báo chí trong và ngoài ngành công an đã đến đưa tin về việc thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ. Với tinh thần tự hào, phấn khởi, tràn đầy niềm vui, thay mặt đoàn chủ tịch xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Quỳnh Phụ nhiệm kỳ 2024-2029. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo cùng toàn thể đại biểu và các đồng chí và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.